tôi thực sự muốn đánh chết tên khốn này. Cậu ta giơ tay lên muốn đánh bà ngoại của mình. Bà ngoại cảm thấy mình đã làm sai gì đó, bà vẽ vòng tròn trên ngực mình để tỏ ý xin lỗi. Sau đó cậu ta cứ sau lưng mắng bà là đồ câm. Cậu ta còn cố tình đái vào giày của bà ngoại mình. Mẹ của Sang Hu bị phá sản nên đã đưa cậu tới để bà ngoại chăm sóc, bởi lẽ mẹ cậu còn phải đi làm gây dựng lại sự nghiệp. Sang Hu là một cậu bé thành thị hiếu động và ngỗ nghịch, cậu không hề muốn ở lại đây một chút nào cả. Sang Hu vừa gặp bà đã cảm thấy bà già này ghê tởm. Tối đến, bà ngoại làm cho Sang Hu món dưa muối mà mình không nỡ ăn, nhưng Sang Hu chỉ ăn đồ ăn hộp mà mình đem tới, chẳng nói lời nào và xúc cơm trả bà ngoại. Bởi lẽ cậu cảm thấy những thứ mà bà ngoại động vào đều rất dơ bẩn. Bà ngoại còn lấy ra cho Sang Hu kẹo mà bà không nỡ ăn. Sang Hu không thèm nhìn một cái, cậu cầm sô cô la của mình và rời đi. Cậu chơi trò chơi trên máy chơi game tới nửa đêm, buồn vệ sinh nhưng sợ không dám đi nên đã gọi bà ngoại dậy đưa mình đi. Cậu hoàn toàn không thể thích nghi được với môi trường sống ở đây. Thường ngày Sang Hu ở nhà đùa nghịch với những tấm hình đồ chơi và chơi trò chơi mô hình của mình, cậu chơi máy chơi game như không có ai bên cạnh mình. Bà ngoại lẳng lặng bên cạnh quét bụi mà cậu cũng không tránh ra. Một hôm khi Sang Hu đang chơi trò chơi, bà ngoại muốn nhờ cậu giúp mình xỏ kim. Cậu cảm thấy bà già này luôn làm phiền mình chơi trò chơi, cậu mặt mày xị ra giúp bà ngoại luồn chỉ qua rồi vứt qua một bên. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một con sâu, Sang Hu sợ hãi nhảy xổm lên. Bà ngoại lương thiện bắt con sâu, không nỡ giết chết nó nên bà đã thả cho con sâu đi. Lần này bà ngoại lại tìm tới nhờ Sang Hu giúp xỏ chỉ, cậu kéo chỉ dài thật dài, cậu cảm thấy như vậy bà ngoại sẽ không chốc lại làm phiền cậu nữa. Máy chơi game hết điện, Sang Hu tìm bà ngoại xin tiền, bà ngoại móc chiếc túi sạch không một xu của mình. Bà ngoại người nông thôn chỉ nuôi sống được bản thân chứ lấy đâu ra tiền để dành. Sang Hu không tin và chạy tới bên suối xin tiền bà. Bà ngoại vẽ một vòng tròn trước ngực tỏ ý xin lỗi, Sang Hu lại đẩy bà ngã qua một bên. Sang Hu về nhà lục tủ tìm kiếm, trừ những món đồ cũ kỹ ra chẳng còn gì giá trị cả. Sang Hu chạy ra khỏi phòng đá vỡ cái mô bà ngoại vừa cọ sạch rồi giấu đôi giày duy nhất của bà đi. Bà ngoại không tìm thấy giày, bà chỉ đành chân đất đi trên dốc đất, bởi lẽ bà phải đi lấy nước nấu cơm cho cháu trai. Một đêm nọ, Sang Hu nhìn thấy chiếc châm cài đầu của bà, một ý nghĩ xấu xa hiện lên, cậu nhân lúc bà ngoại ngủ thiếp đi liền trộm đi chiếc châm cài tóc. Cậu cầm theo chiếc châm chạy một đoạn đường xa mới tìm được một tiệm vàng trên núi làm sao có pin máy điện tử cơ chứ. Bà ngoại ngủ dậy không thấy châm cài tóc của mình đâu nữa, bà nhẹ nhàng chải tóc, tuy bà bị câm nhưng trong lòng bà rất rõ. Do chạy đi quá xa nên Sang Hu không tìm thấy đường về nhà, Sang Hu vừa khóc vừa đi trên đường thôn làng. Cũng may có một ông già tốt bụng đã lái chiếc xe đạp đưa cậu về nhà. Bà ngoại lưng còng đứng đợi Sang Hu bên đường. Sang Hu vẫn rất ghét bà ngoại, đến đi đường cũng phải cách thật xa bà ngoại. Ăn hết đồ của mình rồi Sang Hu cũng không ăn cơm. Bà ngoại hỏi cậu muốn ăn gì, cậu cầm một tấm hình có hình KFC cho bà xem. Bà ngoại làm hình cái mỏ rồi cái nuôi để nói rằng mình biết rồi. Bà cầm theo thuốc nam mình vất vả hái được đem đi đổi. Sang Hu huýt sáo bảo bà về sớm. Chiều tối, bà ngoại dầm mưa ven theo đường đất đi về. Bà dùng thuốc nam của mình đổi lại một con gà trống. Sang Hu ngủ dậy, bà ngoại bẻ chiếc đùi gà đưa cho Sang Hu. Cậu tức giận, bởi lẽ đây không phải là KFC. Bà ngoại lại dùng tay làm động tác nói rằng đây không phải gà sao. Sang Hu tức giận hất bát cơm đi rồi đi ngủ. Bà ngoại nhặt từng hạt sơm rơi trên sàn, bà ăn từng hạt một. Đêm đến, Sang Hu đói không chịu được nữa, cậu ngồi dậy ăn hết số gà còn lại. Sáng sớm thức dậy, bà ngoại thường ngày vẫn dậy sớm hôm nay vẫn chưa tỉnh dậy. Hôm qua bà bị dầm trận mưa lớn như vậy, bây giờ ốm nằm liệt giường. Có lẽ Sang Hu thấy mình có lỗi nên đã đắp thêm cho bà một chăn nữa, đợi khi bà khỏi rồi cậu cùng bà xuống phố bán thuốc. Bà ngoại vẫy tay cố gắng giao bán thuốc, Sang Hu cảm thấy ngồi cùng bà rất mất mặt nên đã nấp một nơi xa xa nhìn lấy bà. Tiền giao bán cả ngày để mua một đôi giày mới cho Sang Hu, ăn một bát mì xào, nhìn Sang Hu ăn, bà ngoại chỉ ngồi nhìn chứ không nỡ ăn. Trên xe buýt, Sang Hu chỉ vào vỏ sô-cô-la, bà ngoại nhặt vỏ lên đi tới cửa hàng nhỏ rồi dùng hết số tiền còn lại mua 4 thanh sô-cô-la. Nhưng khi về tới nơi, Sang Hu sợ bị bạn gái trên cười chê mình nên cậu đã không cho bà ngoại lên xe. Bà ngoại muốn bảo cậu đem cái bọc về trước nhưng Sang Hu lại đẩy bà ra, gậy của bà rơi xuống đất, bà còng lưng không biết phải làm như thế nào. Sang Hu về tới thôn đợi rất lâu, vài chiếc xe đã đi qua nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng bà ngoại. Cuối cùng bà ngoại đã chống gậy lom khom đi tới. Bà không nỡ tiêu tiền ngồi xe nên đã đi bộ về tới thôn. Sang Hu trách bà sao lại lâu như vậy, bà ngoại lại vẽ một vòng tròn lên trước ngực tỏ ý xin lỗi. Sang Hu cầm lấy cái bọc của bà ngoại đi về phía trước, cậu vẫn đi cách bà ngoại rất xa nhưng lại nhân lúc bà không chú ý để sô-cô-la vào trong cái bọc của bà. Những ngày sau đó, Sang Hu đi vệ sinh, dù ngoài trời có mưa to gió lớn, bà ngoại vẫn đứng ngoài đợi cậu, bất kể là thời gian nào và thời tiết nào. Trong những ngày sau đó, Sang Hu cũng đã dần thay đổi, có lẽ đến cả bản thân cậu cũng không biết. Trong những ngày tháng sống cùng bà ngoại, Sang Hu thay đổi từng chút một. Sang Hu không còn ghét bà ngoại nữa, và cậu cũng chủ động giúp bà ngoại cầm những đồ nặng. Một hôm nọ cậu mở món quà mà bà ngoại tặng mình ra, bên trong là máy chơi điện tử và một chút tiền tiết kiệm những ngày qua bà ngoại tiết kiệm được. Sang Hu không kiềm được cảm xúc của lòng mình nữa, cậu khóc sướt mướt. Sang Hu nhìn thấy bà ngoại liền khóc lóc một cách vô cùng đáng thương, cậu tự cảm thấy mình có lỗi.
Bà ngoại lau nước mắt cho Sang Hu, đây là lần đầu tiên Sang Hu không từ chối bà ngoại chạm vào người cậu. Bà ngoại lấy ra một bức thư, thì ra là thư mẹ gửi tới, ngày mai cậu sẽ phải rời xa nơi đây về thành phố. Tối đến Sang Hu dạy bà ngoại mình viết chữ, nội dung của dòng chữ là tôi yêu bạn, tôi nhớ bạn, nhưng bà ngoại học thế nào cũng không biết. Sang Hu vừa khóc vừa nói với bà ngoại mình, nếu một ngày nào đó bà ốm đau bệnh tật hãy gửi một bức thư với trang giấy trắng cho cháu, cháu sẽ tới đây với bà ngay lập tức. Hai người đều khóc, Sang Hu sâu rất nhiều kim chỉ cho bà ngoại mình. Hôm sau mẹ tới đón cậu, Sang Hu không hề nói lời tạm biệt với bà ngoại mình, cậu cảm thấy xấu hổ với những gì trong thời gian qua xảy ra. Trước khi đi, Sang Hu tặng cho bà ngoại tranh vẽ của mình rồi lên xe. Bà ngoại gõ cửa kính nhìn cháu trai mình, bà muốn được nghe Sang Hu nói lời chào tạm biệt với mình. Nhưng vẫn không có hồi âm, bất luận bà có gõ cửa như thế nào đi nữa Sang Hu vẫn cúi đầu ngại không nói chuyện. Xe bắt đầu chạy, Sang Hu chạy ra sau xe, cậu nhìn bà ngoại của mình, tay vẽ vòng tròn trước ngực tỏ ý rằng xin lỗi bà về những tháng ngày vừa qua, cậu bé này cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi. Bà ngoại khom lưng chống gậy đi về thôn, bóng lưng của bà có nỗi cô đơn không nói được ra. Bà không biết trong những ngày tháng còn lại mình có còn được gặp lại cháu trai nữa hay không. Về sau, bà luôn nhận được thư cháu trai gửi cho mình, trên thư luôn có hai chữ cháu yêu bà, cháu nhớ bà. Nếu quê bạn cũng có một cụ già, mong bạn sẽ thường xuyên về thăm họ, đừng để họ cô đơn lẻ loi.